thấy chưa, thấy chưa? Ở nhà con có chợ này không? Dạ em đã tốn rất nhiều tiền vì cái con này. Thấy chưa, anh nói mà. Đó. Ai là người biểu diễn yo-yo chuyên nghiệp? Ta bị mắc một căn bệnh, đó là hội chứng cuồng những vật tròn. Hễ thấy cái gì tròn tròn là ta không kìm được. Chết cha, cái đầu tôi tròn lắm nha. À, ta đã thấy cái gì tròn quay dưới kia rồi. Không phải em nha, em không có tròn nha anh ơi. Nhạy cảm quá. Nhạy cảm quá. Trời đi xuống luôn kìa. Trời đất ơi, con gà đó. Tôi biết rồi. Tới tuổi này là em không còn tròn nữa anh ơi. Đừng nói cái bụng ta nghe. Bên này tròn hơn. Cái mặt hả hay cái gì vậy? Cái mặt á. Ông lấy cái gì mà ông dám nói là tôi tròn? Có chồng người ta kế bên nó tán một cái chết à. Cái gì? Trời ơi, ơi. À cái mặt kia. À, trời ơi. Trời ơi. Thằng quỷ hết hồn mà. Cái này mới tròn nè. Rồi làm cái gì vậy? Ôi ông ơi. Sợ. À. Trời. Đây tôi nguy hiểm chưa? Ừ, nguy sợ. Hiểm. À. Mới chính là người chơi vô vô chuyên nghiệp. Muốn tán cái rớt hàm răng nó ra ghê. Ở vậy nãy thấy bà lao công nó nói mất hai cái thao. Thì ra thấy tròn tròn hốt vô người. Cái tròn tròn hốt vô người bà chữ. Sợ là nó quơ. Bà chữ ngoài đó kìa. Nó đâu có lấy hai cái thao không. Người ta có cái chuông xe đạp lấy làm nút luôn kìa. Cảm ơn vị trí số 1. Mời vị trí số 2. Để phân định được một người chơi vô vô giỏi hay là dở, chúng ta hãy nhìn vào cách của người đó làm những skill khó nhằn như sau. Đúng. Hết rồi. Thấy chưa? Chỉ có tôi là người chơi vô vô chuyên nghiệp. Vô vô thì ai mà chả chơi được. Quan trọng là bạn chơi ở trình độ nào. Giới vô vô chuyên nghiệp được chia thành 5 cấp bậc. Mới tập chơi nè. Chưa chơi với tập bộ nào. Cao cấp và siêu cấp. Nhưng chỉ có ta là đạt đến trình độ Master thượng thừa. Giống như chị Lâm Vĩ Dạ là đạt đến trình độ Master ăn nhiều vậy đó. Ô trời ơi. Và ta là Master chơi vô vô. Ăn uống cái kiểu gì mà bây giờ nổi tiếng quá tới tụi người bí ẩn nó cũng biết luôn. Ông chơi vô vô thì ông nghiên cứu, ông vô vô thì ông nghiên cứu tôi chi vậy? Ta chính là vị thần vô vô, vị thần chuyên đi xúi dục những người khác bằng cách thôi miên. Nhớ ngày xưa anh hứa mình đạt cầu hôn chị Lâm Vĩ Dạ, nhưng chị Lâm Vĩ Dạ chỉ có cắm mặt vào ăn mà quên mất phải trả lời. Thế rồi ngày hôm sau đứng trước cửa ủy ban, chị đã trong đầu phân vân nên ra dân. Hay vô, nên vô hay ra. Đúng lúc đó gì vậy má? Ta xuất hiện nhìn thẳng vào mắt chị Dạ và kêu vô 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 vô. Chị Dạ đã bị thôi miên. Thì ra ông là người hủy hoại cuộc đời tôi. Dạ đó chính là lúc mà chúng ta có hôm nay là cặp vợ chồng Hứa Minh Đạt là Lâm Vĩ Dạ thật là đẹp phải không quý vị? Vỗ tay mấy đứa. Em đã tìm ra rồi. Chị Dạ, chị nhớ em không? Không. Em chính là vị thần chơi vô vô chuyên nghiệp. Ghê ghê. Trời ơi. Em là một fan hâm mộ của bộ môn thể thao vua bóng đá. Mỗi khi mà đội nhà ghi bàn. Trên ngay, trên ngay, trên ngay. Vô. Mẹ thú vị quá. Vô vô vô. Vô vô vô. Và đó là lý do tại sao em trở thành một người chơi vô vô chuyên nghiệp. Trời không hiểu nổi luôn á. Tại sao mà cái đầu óc nào mà nghĩ ra mấy cái duyên dáng như vậy ta? Hay thương lắm. Hay thiệt á. Thật sự ra nãy giờ chúng tôi là nói là chúng tôi giỡn với ghẹo các bạn ấy thôi. Nhưng mà thật sự ra là nếu chương trình Người Bí Ẩn sẽ như thế nào nếu không có những cái người biên tập như vậy. Ta chỉ hỏi bạn số 3 ha. Cái vô vô mắc nhất là để thi đấu khoảng nhiêu tiền? Còn cái vô vô mà có thể cho con bé Dạ xá xị bánh mì chơi khoảng nhiêu tiền? Dạ, cái vô vô mắc nhất em từng mua là 4 triệu. Còn cái vô vô cho con cô chơi là 15 ngàn ạ. 15 ngàn. Mà nếu như đưa cái 15 ngàn cho em diễn được không? Dạ không ạ. Tại sao? Tại vì quăng xuống là nó nhảy lên ạ. À là nó nhẹ, nó tưng hay sao? Dạ nó không có bạc đạn ạ. À 4 triệu nó mới có bạc đạn. Đúng rồi. 3 triệu 8 nó có không? Có. Có. Vậy nếu như 3 triệu 8 với 4 triệu thì em chơi được không? Em thích chơi 4 triệu hơn ạ. Tại vì em là master ạ. Số 5 ơi.
cái con Yo-Yo này á, nó giống như banh bowling không? Có size không? Dạ có, size lớn, size nhỏ. Lớn với nhỏ cái nào dễ chơi hơn? Dạ lớn nhỏ, em là vô địch, em chơi cái nào cũng được. Nhưng cái nào khó tập hơn? Dạ cái nào cũng khó tập. Dạ cái nào cũng khó tập. Vậy bây giờ cái mắt với cái rẻ nó khác nhau ở chỗ nào? Dạ khác nhau chất liệu. Chất liệu hả? Dạ. Là cái gì? Thí dụ cái mắt nó làm bằng gì mà cái rẻ nó làm bằng gì? Cái rẻ làm bằng nhựa, còn cái mắt làm bằng nhôm. Nhôm luôn hả? Số 1 ơi, dạ cái Yo-Yo bằng thao vậy em chơi được không em? Yo-Yo bằng thao là em bị cuồng giật tròn. Chứ em chơi là em chơi cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhiêu tiền cái đó? Dạ, em chơi cái 1,5 triệu à. Còn đi thi là đi thi cái 6 triệu. Xong số 3 nó mua có 4 triệu mua em nói thách quá à. Tại đây em đặt bên Mỹ về luôn anh. Số 3 mua ở đâu? Dạ em mua ở châu Phi vậy. Gì mua xa vậy? Ở Kim Biên nó bán có 150 không mua. Kim Biên là để chơi tập thôi chứ không đem đi thi được chị. Số 2, số 3 với số 1 đứa nào nói trúng? Đứa này. Đứa này nói trúng. Vậy tại sao số 1 nó nói dối tôi vậy? Tại sao em đang ăn cắp hai cái thao rồi em vô đem nói dối nó làm gì? Hả? Em nói mấy câu mà anh không tin, nó nói một câu anh tin sao? Rồi. Nó nói một câu anh tin sao? Rồi. Đúng vậy. Đúng rồi. Tôi thích em. Thích cái câu nói đó của em á. Vì câu đó mà bị loại đó. Buồn tội nghiệp kìa. Nãy anh số 5 á nói làm bằng nhôm. Có cái nào làm bằng nhôm? Ờ có không em? Dạ có chất liệu bằng nhôm nhưng mà trong cái lõi của nó, để làm cái lõi nhôm để nó càng bự thì càng nhôm thì nó sẽ nhẹ lại, nó làm cho cục Yo-Yo nó nhẹ thôi. Vậy chứ chính xác là làm bằng cái gì? Dạ làm bằng nhựa, hoa thủy tinh hoặc là làm bằng nhôm, nhiều loại lắm. Rồi, tôi đã hiểu câu chuyện xảy ra. Được khách hỏi đi. Số 2 chưa hỏi kìa. Tôi hỏi được rồi. Ông số 2 kìa. Không, em muốn hỏi cái ông thần mà làm cuộc đời em đau khổ. Số 4, có bao giờ mà bạn chơi Yo-Yo đến mức phải bị chấn thương không? Giống như là nó đặt vô trong mặt bạn. Dạ, có hai lần em bị chấn thương nặng nhất. Đó là một lần là em bị đau, rất là đau cái ngón tay. Và lúc đó là mới tập chưa quen. Với lại lần thứ hai là em chụp hụt cái Yo-Yo là em bị đập vô mỏ. Chụp hụt cái Yo-Yo? Dạ, em luyện tập cái chiêu đó thì em sư phụ chỉ cái là em làm liền mà em không có chịu nghiên cứu. Cho nên là chụp hụt, nó danh vô mặt. Sư phụ của bạn là ai? Dạ, gọi là sư phụ thôi mà anh còn trẻ lắm. Đó là anh Nguyễn Minh Tùng, chủ nhiệm câu lạc bộ Yo-Yo thành phố Hồ Chí Minh. Tức là ở đây sẽ có không dưới một người chơi Yo-Yo. Ở đây ít nhất phải có vài người biết chơi Yo-Yo. Quan trọng là cái người mà thứ dữ chưa là quan trọng là Nguyễn Minh Tùng ổng đứng đâu á. Vậy hả? Ừ, tại kêu là ông thầy chỉ là ông Tùng đó. Bây giờ ông Tùng ổng đứng đâu? Ai tên Tùng giơ tay chị coi. Bạn số 2. Ca bung miếng nhiều lắm nha. Chà bạn số 4 chơi Yo-Yo là được bao nhiêu năm rồi? Em chơi được 8 năm rồi. 8 năm là biểu diễn được rồi hả? Em chơi 1-2 năm là biểu diễn được rồi. Số 2 ơi, sao mới gọi là master? Khi mà biểu diễn được các kỹ năng khó khăn như là vòng quanh thế giới, dắt chó đi dạo. Mà sao tự nhiên có cái tựa đó? Cái đó là tên gốc từ tên tiếng Anh. Nhưng mà họ có gọi như vậy không hay là chỉ do mình thích mà đặt vậy thôi? Dạ, dân gian người ta gọi vậy. Là nguyên cái ngành Around the World rồi đúng không? Dạ, Around the World, Eiffel Tower. Eiffel Tower. Vauxhall. Rồi còn dắt chó đi dạo là gì? Walking with the dog. Dog around rồi đó. Dog around nữa. Trời ơi, nghệ sĩ. Số 3 ơi, thường trong mỗi một cái bộ môn nó đều có một cái tuyệt chiêu của nó. Và nếu như trong Yo-Yo thì cái tuyệt chiêu của Yo-Yo tên gọi là gì? Số 2 nói thì số 2. Ủa gì kỳ vậy? Đúng rồi, nãy số 2 nó nói hết rồi. Around the world gì đó, dắt chó đó. Nhưng mà em thấy số 2 ba cái tuyệt chiêu tào lao không à. Ai mà dắt chó đi dạo gì mà số 3 có Yo-Yo. Dắt chó dạo vậy, nó xài vậy nè, nó xài vậy nè. Khẳng định giùm anh coi có vụ dắt chó đi dạo không? Là có à. Rồi, mời chọn con số của đội mình. Như vậy, hai đội đều có sự lựa chọn riêng. Chủ nhà chọn số 3, đội khách chọn số 5. Vì sao đội khách lại chọn số 5? Giống như hồi nãy em đã có nói là tất cả mọi người khi mà cái phần tự giới thiệu về bản thân mình đều nhắc đến con Yo-Yo. Riêng bạn số 5 thì hoàn toàn không hề nói gì đến con Yo-Yo cả. Mà một cái gì đó nó rất là lạc đề. Cho nên là em rất nghi ngờ bạn đang cố giấu giếm một cái gì đó. Trong khi chị Hương và Trấn Thành lại chọn số 3. Ngay từ đầu á, thì thấy thái độ của bạn khi mà mấy người kia giới thiệu á, bạn đều nghe thử và cái mắt của bạn á, coi coi
nó nói đúng không? Coi coi đồng bọn nói sao? Ờ, thấy nói coi bộ trật. Mà cái giá tiền là từ 4 triệu tới 6 triệu là cái giá nó cao cấp để mà mình đi có thể thi đấu được. Thì cái bạn bên này cũng có thể là dân chơi, biết chơi. Thì bạn nói 6 triệu. Nhưng mà nhờ cái anh ở giữa đó, anh lên nói, hỏi cái này đi ha. Thì có nghĩa là chắc là cái bạn đó chỉ cho mấy người này, mấy người này biết cái giá cả của nó hơn. Sao mai chọn số 4? Không, số 4 người ta là người xe duyên có tóc mà đừng nên chọn. Em không ưa gì ổng anh ơi. Thiệt. Bây giờ nè, để hỏi con dạ ra coi chọn số mấy nè. Ông Kính đang dọn chơi nó biết chứ. Bây giờ nè, bây giờ mẹ chơi là thua rồi đó. Nếu con chọn số mấy? Con chọn số 3. Ai... Tại sao? Dạ nãy giờ con thấy ai cũng cà giỡn hết trơn. Con thấy số 3 là nghiêm túc nhất. Trời ơi. Thằng nhỏ nó nói chuyện còn hơn ba nó nói nữa. Thằng nhỏ nói chuyện câu nào ra người lớn. Nó luôn. Anh Đạt. Ồ nãy giờ làm như không con Đạt cho thời gian này ta. Đạt dạ. Anh nói cho chị biết là em muốn chọn số mấy? Em là em cũng thích số 3 đó. Thì mà... anh nói anh chọn đi chứ giờ anh để em chọn. Thì hồi nãy anh mới giờ nói thế em bấm cái anh ngồi im luôn. Chứ giờ biết sao bây giờ trời. Rồi bây giờ gia đình tự xử biểu quyết gì đó. Ai thắng thì chọn số mình muốn. Bây giờ bé dạ muốn số mấy? Dạ em muốn số 5. Em muốn số mấy? Tụi con muốn số mấy? Bánh mì số 3, xá xị số mấy? Số 3 luôn. Ờ, dơ lên. Số 3 luôn đúng không? 3 thắng 1. Bây giờ nếu như mà ba cho con này chọn sai là tối nay ra đường ở. Ôi. Không nói nhiều rồi. Chơi rồi. Luôn. Bây giờ muốn chơi số không? 3 là đúng số chơi 3 không? Thôi. Chơi không? Chơi luôn. Rồi, không, chơi. Nó lắc đầu, nó lắc đầu, à. Nó lắc đầu. Ê nó nghe nè, ê nó nghe nè. Từ khi nào người bí ẩn đội khách có 4 người chơi vậy? Ủa gì kìa? Ủa cái có cái vụ mà đặt ân riêng kìa. Bây giờ nè, xá xị bánh mì, mẹ chọn số 5, ba chọn số 3, hai đứa con theo ai? Theo mẹ thấy chưa? Trời ơi, giờ tôi từ ngày mẹ mặc nó dù ra... thích số 3 nhưng mà vì mẹ là theo mẹ. Gia đình mẫu hệ mà. Mẹ nó phong tỏa chỗ ở cái là gia đình mẫu hệ. Không lẽ bây giờ hai đứa nó được ở nhà em lại ra đường nên số 5 luôn rồi. Sao vậy? Rồi. Như vậy là chốt lại đội khách chọn số 5, đội chủ nhà chọn số 3. Ok, chúng ta đi tìm kết quả sau vài phút giải lao. Chúng ta đang quay trở lại với người bí ẩn. Ở vòng đầu tiên, đi tìm một người biểu diễn yo-yo chuyên nghiệp đã có sự lục đục xảy ra trong gia đình. Vì phía nam thì người ta chọn số 3, nhưng mà phía nữ người ta chọn số 5. Vì chế độ gia đình là mẫu hệ nên quyết định chọn là số 5. Anh cười cái gì? Đâu có. Anh coi thường cái quyết định của em cho anh cười. Anh cười vui, chương trình vui mà. Sao anh la hoài vậy trời ơi? Cười cũng không cho cười nữa. Chắc thiệt bây giờ vợ chồng ta đang thấy không hòa thuận được. Thôi chắc lần sau mời anh Đức vô chơi đi. Cho nó huề không? Nó tâm đầu ý hợp. Chứ bây giờ vợ chồng mà chơi mà cãi lộn quá, căng đắng nhau quá. Quý vị ơi chỉ là vui thôi. Nãy giờ tụi vui không có nhau quý vị. Thực ra em ở nhà em bị chồng ăn hiếp dữ lắm dạ. Thì đó thiệt mà. Bây giờ là kết quả của chương trình. Người bí ẩn ở vòng đầu tiên là vị đấy số số 5. Số 5. Thấy ghê thiệt. Hên quá. Hên quá. Yeah. Yeah. Ủa nhảy rồi con đúng không? Thấy chưa? Bây giờ có tin lời mẹ chưa? Mẹ đẻ ra tụi bay được mà. Trời ơi. Lời đầu tiên dạy nó là ở nhà trùm coi cái này. Chuyên coi người bí ẩn nên có kinh nghiệm. Và cũng thật là bất ngờ ha. Vị trí số 5 là bất ngờ đó. Số 3 rác ra hậu trường gặp tôi nha. Nhiều chuyện. Đây vị trí số 1, mời giới thiệu. Em là Thành Phong, hiện là diễn viên mới tốt nghiệp, không có chơi yo-yo chuyên nghiệp. Cảm ơn em. Ê, học trường số hình ảnh hả? Dạ. Học lớp thầy nào? Dạ, Thái Kim Tùng mà. Tại sao giờ đi học không lo đi học? Dạ, mới tốt nghiệp. Lừa lọc người ta. Mới tốt nghiệp xong á. Mới tốt nghiệp xong. 10 ngày, 10 ngày. Mới thì đi làm thôi chị, đây là đi làm mà. Thôi đúng rồi, đừng cãi nó nữa. Vị trí số 2, giá nào cũng biết, cái nào bao nhiêu tiền biết hết. Mời. Dắt bán vô. Chào anh chị, em tên là Trần Tống Quang Huy.
Hiện em đang là sinh viên trường Đại học Văn Hiến. Hồi đó thì em chơi yo-yo rất là giỏi, nhưng mà vì vô tình em bút cái yo-yo vô đầu của thằng kia cho nên mẹ không cho chơi nữa, cho nên em không thể đi theo chuyên nghiệp như bạn số 5 được. Thiệt á hả? Mà sao nghĩ tới giờ luôn? Dạ em không dám chơi nữa. À, bé này chơi vô đầu chứ không phải chơi yo-yo. Đây ta là Nguyễn Hồng Hy Quang, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế nước ngoài. Ta cũng là master, nhưng mà không phải master chơi yo-yo. Ta là master ăn nhiều giống chị già vậy đó. Này, ông này mới là chơi yo-yo nè. Dạ, em là Nguyễn Hoàng Phương, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Em không phải là người chơi yo-yo chuyên nghiệp. Nhưng mà có biết yo-yo chơi không? Dạ, ngày xưa có biết, bây giờ đỡ rồi. Cảm ơn. Giới thiệu đi nào. Em là Trần Quốc Huy, em sinh năm 99, em là người biểu diễn yo-yo chuyên nghiệp. Wow. Rồi, xin mời. Tuổi trẻ tài cao. Tạm biệt những người bí ẩn. Bây giờ mình giới thiệu nhóm mình, tên mình, giải thưởng cho mọi người biết rộng rãi. Dạ, nhóm em đang chơi hiện giờ là 84 String. Em tên là Trần Quốc Huy, em sinh năm 99. Em là Á quân giải vô địch châu Á Thái Bình Dương năm 2016. Ghê không? Em ơi, cho anh hỏi tại sao lại là 84 String? Dạ, 84 là mã dùng của Việt Nam á anh. Còn String là ý nghĩa là cái dây tuổi để tụi em chơi yo-yo. Ok. À. Em chơi từ năm mấy tuổi? Dạ, em chơi từ năm 12 tuổi ạ. Nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm 20. 20, 8 năm. 8 năm rồi. Giờ mình biểu diễn thì lát mình nói chuyện tiếp. Dạ. Rồi, xin mời. Trời ơi, y như hoành thánh mì vậy trời. Cái chiều dắt chó đi dạo. Cái thằng kia nó chế ra cái vụ dắt chó đi dạo quá chứ. Sao chơi cái này em thấy giống như cái điệu múa gì á chị rồi. Hai à đó. À dắt chó đi dạo à. Trời ơi gì quá. Em phải lồng tiếng vô cho nó giống. Ê ê bẻ. Ê nó nghe nè. Thấy mấy đứa nó chơi giống như là nó tung hoành thánh mì á. Đạt lên đạt. Làm hay quá. Trời ơi. Ngồi đây nó còn ngưỡng mộ lên đó là nó hết ngưỡng mộ luôn đó chị. Con ơi coi ba nè con. Sao? Rồi làm thử coi. Dắt chó đi dạo chồng ơi. Khoan để em nó dìu lên đã. Để em nó dìu lên đã. Đó. 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 Ok ok. Rồi rồi rồi. Có chớn rồi nè. Hắt lên. Hắt lên. Có chớn nè. Hắt lên. Bé. Bé đèn cũng đúng rồi. Sao chồng em làm cái tiền chiêu dắt chó
có đi con dạo ở đây phải giữ hình tượng chứ, để nó mất hình ảnh của cha nó trong lòng. Cái này khó lắm chứ không phải giỡn. Em, con có chiều dắt chó đi dạo không? Dạ có. Đâu dắt coi? Vô vô. Bây giờ em dắt. Em thử cho dắt chó đi dạo coi sao. Rồi, để em dắt chó đi dạo nè. Đó, hay quá vậy. À. Thôi dắt thế giới gì em? Around the world. Bây giờ vậy nè, em làm cái around the world gì đi. Đâu around the world coi. Trời ơi, sao em dùng đó. Em có làm rồi. Đừng làm bạn nó, đứng đó chẳng có sáng. Quanh thế giới hả? Trời ơi, hay quá. À, hay quá. Rồi sắp tới mình có đi thi gì nữa không? Dạ có. Giải châu Á Thái Bình Dương năm 2019. Ráng sắp tới được vượt qua nhiều nước để giành vô địch về cho Việt Nam nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.